Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 cải cách sách Write-On. Hôm nay chúng ta chuyển sang giải sách bài tập tiếng Anh, bài tập tiếng Anh lớp 6 Write-On ở workbook. Okay. Rồi, chúng ta tiếp tục với cái bài số 2. Chúng ta tiếp tục bài số 2 nhé. Bài số 2 này, 2E ha. Bài 2E, ngữ pháp. Bài 1, 2, 3 về trạng từ chỉ tần suất chúng ta đã làm rồi. Chúng ta sang cái phần câu nghi vấn của thì. Chúng ta sang câu nghi vấn của thì gì? Thì hiện tại đơn. Câu nghi vấn của thì hiện tại đơn nha. Rồi, phóng to một xíu. Nối câu hỏi với câu trả lời. Bây giờ này, Jennifer chạy nhanh phải không? The Jennifer run fast để là trả lời được cái câu hỏi này. Các bạn nhớ này, yes hoặc no nhé. Yes hoặc no, mà yes chủ ngữ ở đây là con gái, là Jennifer một người con gái. Chúng ta sẽ xài C ở đây. C ở đây. Yes là yes, C the này. The này, yes C the. No C the, no C doesn't. No C doesn't. Yes C the, no C doesn't. Vậy thì ở đây chúng ta phải nối với câu nào? C đây thì phải là câu C, một C. Câu 2, do you get up at 7? Bạn có thức dậy vào lúc 7 giờ hay không? Do you get up at 7? Và câu này các bạn có hai cách trả lời, yes hoặc no. Mà yes yes gì? You bây giờ chuyển thành I, tôi nói rồi, yes I do. No I don't. No I don't. Yes I do hoặc no I don't nha. Vậy thì nó chúng ta sẽ chọn câu A, no I don't này. Đó. Câu số 3, Michael chơi video game phải không? Does Michael play video game? Michael chơi video game phải không? Câu hỏi thì phải là hỏi phải không. Mà câu này là yes gì? Yes. Con trai là xài he. The xài lại trở lại từ the. No, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Vậy chúng ta sẽ nối với câu câu D này. Đó. Câu tiếp theo. Do they like basketball? Bọn họ thích bóng rổ phải không? Chủ ngữ đây là đây. Bọn họ. Chúng ta sẽ trả lời là gì? Yes, they do. Yes, they do là đúng vậy. No hoặc là no thì they don't. Yes, they do. No, they don't nhé. Yes, they do. No, they don't. Vậy thì nó là câu B. Đó. 1C, 2A, 3D và 4B. Rồi, chúng ta xuống bài dưới. Chúng ta xuống bài dưới. Điền vào chỗ trống với do, the hoặc là don't hoặc là doesn't. Rồi, bây giờ này. Chúng ta nhìn nhá. Đây là câu hỏi. Câu hỏi thì phải do, the đầu câu. Mà Frank là chủ ngữ số ít. Chúng ta xài the. Chúng ta xài the ở đây. Rồi, no, he... no he doesn't. Đằng trước là the thì đằng sau cũng phải là the thêm not vào vì no. No he doesn't. Tiếp theo, ở đây chủ ngữ là you. You thì các bạn đã xài do rồi. Và no phải là do thêm not vào mà thành don't. No we don't. Bạn đi học vào lúc 8 giờ phải không? No we don't. Tiếp theo, câu số 3, C là chủ ngữ số ít thì ở đây xài the rồi. Và yes thì là yes she does, lấy lại the nhá. Yes she does. Câu số 4, đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta xài do they play football, bọn họ chơi bóng đá phải không? Yes they do. Yes they do. Ok, yes they do. Rồi chúng ta sang cái bài này là bài gì? Bây giờ sắp xếp sẽ đúng trật tự này. Và đây là câu khẳng định nhá. Cái này là câu khẳng định. Từ sorry, hãy viết câu theo đúng trật tự dạng câu hỏi sau đó trả lời. Tức là chúng ta sẽ viết và trả lời. Cái này là yes, cái này là no. The đầu câu. The he play. The he play tennis. Chấm hỏi. Và ở đây là chủ tích cho nên yes chủ ngữ là he. Yes he does. Yes he does nha. Yes he does. Câu số 2, do đầu câu và chủ ngữ của chúng ta là you. Do you have a, do you have a lunch? Do you have a lunch with your family? With your family, với bạn của gia đình của bạn phải không? Câu này dịch là gì? Câu này dịch là bạn ăn trưa với gia đình của bạn phải không? Do you have lunch with your family? Dấu tích và là no. Bây giờ I don't. No, I don't. Sang câu số 3, Tatiana tắm vào hoa sen buổi sáng phải không? Cái này the đầu tiên này. The Tatiana take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower in the morning. In the morning. In the morning chấm hỏi. In the morning.
Cái này là dấu gì? Dấu tích gọi là yes, con gái thì phải see rồi. Yes, see the. Yes, see the. Câu tiếp theo, bạn xem TV vào buổi tối phải không? Ở đây là do you watch TV in the evening? In the evening, và người ta cho dấu x tức là no rồi. No và you thì phải chuyển thành I, do thêm not vào. No, I don't. No, I don't. Ok, rồi, vậy đọc lại này. Câu số 1, Does he play tennis? Yes, he does. Do you have lunch with your family? No, I don't. Does Tatiana take a shower in the morning? Yes, she does. Do you watch TV in the evening? No, I don't. No, I don't. Rồi, bài tập 4, 5, 6 về thì hiện tại đơn, câu nghi vấn của hiện tại đơn. Trang 26, sách bài tập tiếng Anh lớp 6, write on. Đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Goodbye, until you later.